Theo báo cáo của Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2016, vẫn còn một số địa phương như Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu có số lượng phó giám đốc sở hoặc tương đương phó phòng cấp huyện ở một số địa phương vượt quá quy định. Cấp phó quá nhiều nên xảy ra tình trạng ở nhiều sở ngành, số lượng lãnh đạo xấp xỉ nhân viên, thậm chí có nơi xếp nhiều hơn lính. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, sở dĩ vấn đề này tồn tại dai dẳng là do cách vận hành, sắp xếp các vị trí công việc trong bộ máy hành chính nhà nước đang có nhiều bất cập. Cái quy định về chức trách nhiệm vụ cũng rõ ràng, cho nên là đôi khi sinh ra cấp phó nhưng mà cũng không phải là thừa hẳn. Bởi vì là chúng ta nhìn thấy có những người ở cấp phó một năm, người ta thống kê, người ta nhận được 400-500 cái giấy mời họ. Và như vậy thì những người này liên tục đi hết cuộc họp này đến cuộc họp khác để thực hiện những cái việc gì là tổ chức cái điều hành ngang. Cơ chế và quy trình luôn luôn nói đến cái việc mà nâng cao chất lượng, nói đến việc tuân thủ những cái quy định. Nhưng mà thực tế nó vận hành không phải như thế. Tôi cho quan trọng là chúng ta phát hiện ra và chúng ta phải chấn chỉnh nó thôi. Nhất là trong cái xu thế không, gần như không thể cưỡng nổi cái chuyện là chúng ta phải tinh giảm cái biên chế. Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi, tại sao chúng ta có nhiều cấp phó hiện nay? Phải chăng là vì chưa làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của những cơ quan quản lý dưới quyền một khi chưa xử lý nghiêm minh, không những làm phình to hơn bộ máy hành chính mà còn dẫn đến tình trạng nhũng nhiễu ở một số bộ phận cán bộ công chức, viên chức? Hội nghị Trung ương 6 vừa rồi cũng đánh giá rồi, tình trạng chung đó tức là chúng ta buông lỏng cái việc tuyển dụng cán bộ công chức vào bộ máy và cái tình trạng chạy chọt chi tiền để mà được vào, kể cả cái tiêu chuẩn nó không đạt cũng được vào. Thế từ cái sự lỏng lẻo này rồi là lợi dụng những cái sơ hở trong cái quy định thì mới tăng người lên. Ngày 25 tháng 10, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chúng tôi đánh giá cao những cái nội dung nghị quyết. Qua đây là chúng ta làm một cuộc cách mạng lớn trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, và đặc biệt tinh giản bộ máy, và hướng tới xây dựng bộ máy chuyên nghiệp trong tổ chức chính trị xã hội cũng như trong bộ máy chính quyền. Theo nhiều đại biểu, không chỉ xử lý nghiêm việc lạm phát cấp phó, nghị quyết 18 còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng nhằm giải quyết tình trạng công kênh, nhiều tầng, nhiều đầu mối, thiếu hiệu quả trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Với mục tiêu đến năm 2021, giảm mạnh về đầu mối, cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015, tập trung giải quyết cơ bản, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập.